Ngồi ngay đây uống cà phê và ngắm toàn cảnh Đà Lạt ở trên cao. À, khách sạn này là một nơi rất là lý thú nha. Mình sẽ quay trong.
địa điểm tiếp theo mình sẽ đưa các bạn đến một cái quán cà phê rất là lý tưởng, đó là Home Season ở Đà Lạt. Đây mình mới order nước xong thì mình sẽ kiếm chọn đến Thank you.
được các bạn trẻ chụp hình tại quán. Các bạn thấy những cái bức hình rất là nghệ thuật. Đây, khi mà mình chụp xong rồi mình có thể dùng Photoshop mình ghép chữ rồi vô. Phong cách rất là Nhật Bản, tiên tiền. Và muốn check in quán này thì có thể đến đây tham khảo nhé. Hai địa điểm tiếp theo tôi muốn giới thiệu cho các bạn đó là nhà hàng Đá Tiên. Thì từ trung tâm thành phố Đà Lạt mình di chuyển vào đây là khoảng 30 phút. Một địa điểm rất là đẹp nha. Đi theo dọc đường Hồ Tiền Lâm đi vào đây. Đây. Bạn thấy phía dưới, phía dưới chưa? Đó. Đây là dọc đường đi xuống hồ. Tôi mới thay một đồ chiến nghiệp chúa màu tím màu hường và đang làm tập chuẩn bị ra chụp hình. Thì chiến nghĩa đi hầu phong rừng u nơi yên một chân lên hết phương đèn rất là đẹp. Ở đây
đây á, chút nữa thì người ta sẽ đốt lửa than để cho sưởi ấm và ngồi nói chuyện cùng nhau rất là thú vị. Bây giờ mình bắt đầu mình đi vô trong mình tham quan trong này có cái gì hay không nha.沉浮下的毒药，看不见你的笑，我怎么睡得着？你的声音这么近，我却抱不到。没有地球，太阳还是会绕。没有理由，我也难自己走。